Đó cả nhà thấy nè, Tuấn đậy cỏ, không gài Tuấn đậy cỏ tưới nước, là gãi phân mà hữu cơ đó, là phân hữu cơ phân dơi đó cả nhà, chứ phân bò cả nhà thấy là măng lên là uống nu luôn nè, thấy không? Cái này nắm cái bàn tay nắm không giáp luôn nè, thấy chưa? Cái gốc nè bự nè, cái đầu nè, giờ lúa một măng lên đó nè, đó một măng này cũng bự nè, đó. Hiện tại vụ này giờ đã lên ba một măng rồi nè, thấy chưa? Lên búp nè, ở đây búp nè, thấy chưa? Còn lên nữa chứ không phải thôi đâu. Cái này cái một măng em hổm nha, một măng em hổm tính dợp rồi đó cả nhà, thiệt á. Cái này tướng nói có gàng, nó bảo nói bằng cái chân thật chứ không phải mà mình là thổi phồng lên nha đó, mà mình gãi phân hữu cơ vô là mà cái nhà thấy nè, còn nè dưới gốc nè, cái nhà trên nè, hổm tính gãi này vô cũng mấy nấm rồi nè, thấy không? Rồi giờ một măng này nó nứt ra cái đứt cái rễ cái da ở ngoài hổm nó vàng khè đó, là nó bị dợp đó, mà giờ nó chen lên nó xanh này nè cả nhà thấy không? Một măng này là ok đó, nó sẽ lên này nó phát triển này nè đó. Một măng này là từ nãy tôi nói cả nhà mình có một măng này nè, cả nhà nhìn phải không? Đó, lấy này là hổm nó dọp nè, thấy chưa? Dọp vàng khe nè, đó. Nó nằm nó hoài, nó lú gì mà nó lú hoài nằm đó, mình không lớn gì cho nên biến nó dọp rồi. Nó từ từ cái này nó khô lại đó, nè cái mấy cái này nè, đó. Nãy tôi dịch cho cả nhà mình xem đó nè, đó là rồi nó cũng ăn tiêu đó. Chị mà tính gãi phân bò vô gì mà giờ xanh là cả nhà thấy chưa nè, quay cận cảnh cả nhà mình xem, đó. Một măng lại lên nữa chắc nó giống như một măng kia vậy đó, một măng kia thì phân dơi, một măng này phân bò đó. Cái điều là nó rất là hy hữu đó, là có nghĩa như mình thấy nó rất là chất lượng, có nghĩa mình thấy nó Tuấn Cần Thơ quay lóc 2 xin gửi đến cả nhà thân thương lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi chân tình và lời chào trân trọng nhất. Thì giấc này thì nói chung là bữa nay Tuấn cái gì cũng hơi trễ cả nhà. Thì giấc này cũng khoảng 11 giờ rồi đó, ngày 27 tháng 11 luôn cả nhà. Đó. Mà tháng này tháng khô rất là, nói chung là cái tre mình á, cây mới bất cứ một trồng cây gì mà cái tre mình nó là rất là hút nước rất là mạnh. Đó, nếu mà cả nhà mình trồng tre mà mình tưới nước yếu, mình không đậy cỏ thì tháng này thì nói chung là lên măng rất là khó luôn cả nhà. Cả nhà thấy nè. Đó, một măng này giờ được cờ bán 2 kg đó, mà Tuấn không có bứng, Tuấn lấy cây tre lên đang Tuấn chiết cho bà con ta, bây giờ đặt nhiều quá cho nên không có đủ đó. Nhưng mà lên đây nè, lên búp nữa nè đó. Thì cả nhà thấy là phân dơi nè, cả nhà thấy không? Tuấn gãi phân dơi nè đó nè, thấy không? Ở đây lục bình nè, đây cỏ nè, đó nghe thấy không? Có gã ra nè đó, nè gãy nó lú nè, thấy nhà thấy dễ ăn, trà trắng giả chưa, thấy chưa đó, thấy không? Cái gì đó nó đổ ẩm, nó gì cất gì đó, nhưng mà dư vị nó mới ổn. Cái gốc tre mình dạch ra mà nó khô gan mà thua cái nhà đó, đi dài dài đó. Thì cả nhà thấy đi, tre của Tuấn thì nói chung là trồng thì nói chung cũng hơi dày cho nên mình giống nhà. Thì sau này thí dụ mình có khuyến cáo bà con mình trồng này, trồng từ 4m 3m, theo Tuấn nghĩ 4m ngon hơn cả nhà, 4m hoặc 3m 5, đó là từ góc này tới góc kia là 4m 3m 5 là mình trồng với nó ổn hơn. Cái tre mình nó đủ cái cự ly, nó vừa cái độ hơi độ cong xuống chút đó, còn này nó hơi dày, nói chung dày cũng được thôi, giống gì mình xử lý thì nói chung nó rất là ok nha, thấy gì đó. Đó, trên thì chiếc chánh nè, tháng này mà Tuấn chiếc ra rễ ok các nhà thấy không, thì ở dưới này vẫn mang đó nè các nhà thấy không nè. Thì nói chung là Tuấn gãi phân khoảng chưa được cũng gần từng rễ rồi cả nhà. Đó là gãi phân dơi nè, thì bây giờ lên một búp nè, hai búp nè, bự ra ba búp nè, nó còn lên nữa míp này nè, chứ phải thôi đâu cả nhà ơi. Thì rễ ra trắng phiếu rồi nè đó, nhà thấy không nè. Còn mấy cái này nó lú lú gì mình để bỏ, để hút phân. Bây giờ là nó so so hết trơn, cái nhà dưới lú lú rồi nè đó, nhưng mà mấy cái này lên nó lú lú dưới trơn chứ phải nè. Giờ mới lú lên trầu đầu, lên trầu đầu mình đẩy cỏ thôi dày đó, có khi mình chưa thấy trầu lên cái dày, bữa mình quay bữa lại nó trầu đầu lên rồi này đó. Tuấn tưới ngày hôm qua đó, bữa nay tôi không có tưới là cách bữa trước bữa là cái này thấy không, cái độ ẩm nè thấy chưa đó, cái phân tưới gãi nè đó, thì đây lên búp măng nữa nè, thấy không? Nó búp măng là đã bự không chứ không nhỏ đâu đó. Chiếc nhánh này
mấy chiếc này nó muốn gửi trên. Cái vườn tre của mình đó, mình làm á cả nhà. Thưa là lúc nào mình cũng có mấy cái nhánh là cả nhà thấy không, Tuấn là Tuấn tiễn hết trơn à. Đó, cái này là Tuấn để cho là vài bữa nó ra nhánh chiếc rồi chứ chưa gánh, nó cũng tiễn lá hết trơn à. Đó, tiễn lá bán lá. Thế mình để nó thùm lùm như cái cây nó cũng đi, nó hút phân đi cho nên nó măng cũng lên khô nhiều nữa cả nhà. Đó, cái đó là mình chia sẻ cái thật tình. Đó, vậy đó. Thì cái vườn tre tứ quý lá to này của Tuấn thì mà Tuấn trồng thì mới một một năm khoảng 3 tháng vậy đó nè. Năm khoảng 3 tháng đúng rồi. Đó là nó đã thu hoạch nhánh, thu hoạch măng, thu hoạch lá. Đó cả nhà thấy. Nói chung là cái vườn tre của Tuấn cả nhà giờ thấy thì bây giờ thấy nó lúc nào thấy cũng có măng lên lai gai lai gai lai gai chứ. Thì Tuấn làm nó cách là nói chung là măng mình làm 4 mùa chứ mình không có đi vụ. Nếu đi thời vụ thì bà con mình cũng là thấy là nói chung lúc này là những cái vườn tre khác người ta đâu có lấy măng, không có măng, người ta chỉ đốn cưa sạch trơn cưa qua một đợt trơn chừa những cái cây tre này mà nó tơ như gì nó măng nó mới lên đó, đã là tới khoảng qua Tết nó mới có măng. Rồi bước đầu tháng 2, tháng 3 là đầu lúc nó mới ngay cái vụ của nó có măng đó. Đó, tháng 2, tháng 3 là đầu là nó có măng, là măng gỗ tháng 4 đó. Đó thì các bạn thấy đi, đó cây này cái có một cái tre một coi làm chiếc một nhánh hoặc hai nhánh đó, mà bây giờ nó ra rễ cũng đang lún lên đó, mà giờ nó cũng mang là lên măng rồi nè. Đó cái rễ phân dơ vô nè các nhà thấy không nè, phân dơ nè, thấy không, phân dơ là phân hữu cơ đó các nhà thấy rất tốt lắm đó, là măng nó lên nè, đây là một mục nè, đây một hai mục nè, hai mục măng này nó cũng bự đó. Đó thì sang buổi này nè, bên đây nó cũng có một cây thôi đó, một cây bây giờ nó đang lún măng nữa nè, một măng này đang chưa mới xong rồi. Để đại luôn chứ này nó tới cây sao nhảy vô trong mình nó bứng ra ngoài nè, thấy hữu cơ không, con dơi nè gì đó. Đó thì đây nó cũng đang mọc lên một măng nữa hai nhà thấy không? Bây giờ đang thôi cửa một lên đây, cái này nó cũng chen lên nè, cái cây này cái măng này, này nó thấy một cái gốc này nó chen lên nè. Bắt đầu nó mọc măng lên khoảng tháng nữa lại trông rất diện như thế này, giờ đang nó đang lú lên, mình thấy là như hai cây tre này nó rất nhỏ xíu luôn đó, mình chiếc nhánh vậy thì cũng ra rễ đó, cái bộ bên đó thì giờ rất nhiều hơn bộ đó, giờ mười mấy này, nhánh này. Mình nó cũng có 4 cái tre thôi. Bây giờ nó ra rễ trơn, cả nhà thấy chiếc ra rễ trơn. Thì bên đây mình để thêm một cây nữa. Bên này mình để cây luôn chứ mình không có bứng măng. Cái gì đó. Để cây mình mới có nhánh chiếc. Đó. Mà măng nó mới có lưu truyền. Bốn nhiêu cả nhà bứng hết thì nó cũng không có lưu truyền bốn mùa. Nó qua hết đợt á. Hết đợt nó cũng hết. Đó. Bên đây cũng vậy. Mà bên này tôi cũng để cây này cây măng. Chia. Đó. Còn nhánh này là hai nhánh một cà, một cặp luôn. Đó. Mình dẫn hai nhánh mà ra rễ nè. Bây giờ Tuấn mời cả nhà mình cũng đi vòng qua bờ tre bên kia của Tuấn, là Tuấn trồng sao được này nè, thằng này vừa trồng cách này mới mấy tháng. Cả nhà thấy đi, Tuấn trồng tre là cái mương của tôi có Tuấn là lúc nào cũng để cỏ, là Tuấn trồng cỏ luôn á, trồng cỏ luma luôn. Cái gì nè, có phải chừng có tháng nữa bắt đầu Tuấn chặt ra, chặt cho gốc lại chặt, bắt đầu Tuấn đem lên cái ruộng đẩy gốc tre. Đó, rất là phân hữu cơ luôn cả nhà, cái mà cỏ này nè. Đó, nãy trên bờ Tuấn cứ quay là đặt, toàn là trồng đặt đẩy nó không á. Đó, cho nên Tuấn không có bỏ. Cây nhỏ, mưa nhỏ. Cái nhà thấy
thấy không? Mình gãi con cơ vô nè. Nó không dơ vô nữa ra rễ rồi nè. Bắn cả một cây măng nữa ra rễ cũng vậy. Được chưa? Như vậy đó. Cái lá tre này cây hái nè, biết nó xanh mà nó mướt, nó bự mà thấy chưa? Đó, cái, cái này là có nhiều bà con hỏi Tuấn chứ mình những cây tre mình trồng như mấy tháng này trồng có khoảng 3 tháng nữa nè, đó chỉ lên cái măng bự rồi nè, đó thì mình có gãy cắt những cây ấy mà cái cây mình trồng được chưa? Thì như hiện tại như cây tre này, bộ tre này thì có thể là mình cũng cắt được đó mà cả nhà. Mà thôi, mình để cho cái măng nó lên bự đi, mình hãy cắt cây này cũng được. Nó vậy đó. Mình cũng không gấp. Không phải nhiều cây thì mình cắt. Đó bên đây cái gì nè, thấy không? Đó là thay một măng đó nè. Thấy cũng còn quạt cái lá tre như cái này mình xem. Lá tre. Cái nhà xem đi. Xanh mà nó mướt là nó bự nè, thấy không đó. Mà muốn xanh muốn mướt như vậy thì mình phải đậy cỏ, đậy cỏ mình gãy phân, gãy phân dơi hay hoặc giả là phân bò cả nhà đó, thì cho nên cái lá nó mới xanh được bự gì đó, các nhà thấy không, xanh nó mướt gì đó. Cái lá là cái bàn tay nè, thấy không, bàn tay luôn đó. Đó như vậy đó. Còn cái độ trồng hôm đó là Tưởng đã có quay cả nhà xem nè, đó bữa nay mình quay lại cho cả nhà mình xem luôn, quay lại thì mình kích thước nè. Đó bây giờ anh trồng cái này một tuần lễ nè cả nhà. Đó lúa trồi nè, lá xanh chờ nó không có bị mất sức luôn. Đó. Nè. Mà Tính cũng vẫn gãy phân dơ vô được nè, gãy ít á. Phân dơ mình gãy nó cũng không có bị mà ảnh hưởng là ví dụ như bị này kia cả nhà. Đó. Thì mình đào lỗ gì cả nhà thấy không? Đó, Tướng đào lỗ sâu xuống khoảng tấc nè. Đó mình đào rộng ra gì khoảng chừng cái bề hoành khoảng chừng 80 gì đó. 80 60 cũng được. Đó, mình trồng âm phía dưới này. Đó, thấy không? Sau này cái đầu mình từ từ, cái đầu mình cỏ rồi mình đưa vô từ từ nó lên được cái gốc là quả tre mình nó lúc nó lên măng là ok, nó chậm cái bị lò gốc đó, Tính có kinh nghiệm gì đó, cái mình trồng kiểu như ấy thì nó mau lò gốc nó cũng được thôi chứ không gì, mình lò gốc thì mình xử lý bằng cỏ này nó cũng chậm lên thôi mà nó cũng nó không bằng nó dập. Chính là Tướng mới gãy phân có một tuần lễ thôi đó, và phân dơi nha nhà, phân dơi thì Tướng có hổm cũng phải chia sẻ rồi, nó một bao chỉ 2,5 kg nhà, 25 kg. Cái bộ này cũng đang lên măng nè, cả nhà thấy nó lên măng khủng chưa, cái cây tre có bé lớn thôi đó, hiện tại giờ nó lên 3 mụn măng nè, thấy chưa đó. Thì 3 mụn măng này nếu mình xử lý mà mình gãy phân mà hóa học có, thí dụ mình gãy phân hóa học này mình gãy vô có thể nó bị dọt đó cả nhà đó, cho nên mình gãy phân hữu cơ thì nó không có bị ảnh hưởng nha. Đó, hữu cơ thì mình gãy như nó vô gốc rồi ok, nó không có ảnh hưởng đó, thấy không đó. Cái này bây giờ gãy chưa, mấy chiếc này mà gãy bây giờ khủng chưa à. Tính chiếc khác người ta lắm, chiếc là bằng xe dừa xình non thôi mà tính quấn rất là ok, các bạn thấy không, chứ không có vụ mà buộc mà lại làm lỏng đâu, lỏng lỏng thì nó mới đi hút cái hơi và nó không có cái độ ẩm đó. Nó không có lên rễ gì. Đây là cái bụi này nó cứ giếng nè, mà cái này hết thì rễ luôn mang lên bụi luôn. Thấy chưa? Tính cũng giả con dơi nè, đây một cái này tới 2 mục nữa. Mình ăn phút cho đất luôn, đội đất lên đất dễ thằng ấy nè. Vậy Tướng không nói Tướng không rảnh chứ đúng ra Tướng rảnh là lúc mùa kia Tướng xới ngoài nè. Nè thấy không? Cái dễ kia nó lại hạn, để nó ép một băng là sao không? Đó. Nếu mình không xới nó cũng ép, mình dẹp lên nè.
Vậy chứ sao mình tưới nước dẻo nó mềm mềm, cái đó tét nó bung lên, cái gốc lên nó bự hoành kia, hôm nó hổm tưới cũng bên bờ bên kia nó cũng có một măng vậy đó, tưới nó thấy quá không nổi đâu. Nó mà mình rải bỏ phân cái hữu cơ vô cái lớn lên nó chen nó phì lên đây cả nhà. Nó gì đó. Mau lắm. Mình để kia nước lớn. Đó cả nhà nhìn thấy đây, thấy đi đó, cái này cái mục măng làm hổm nha, mục măng làm hổm tính dợp rồi đó cả nhà, thiệt á. Cái này tướng nói có gàn nó bằng cái chân thật chứ không phải mình là thổi phồng lên nha đó, mà mình gãi phân hữu cơ vô là mà cái này thấy nè, còn nè dưới gốc này nè, cái này nhóc nè, hổm tính gãi này vô cũng mấy nấm rồi nè, thấy không? Rồi giờ mục măng này nó nứt ra cái đứt cái rễ cái da ở ngoài hổm nó vàng kè đó, là nó bị dợp đó, mà giờ nó chen lên nó xanh này nè cả nhà, thấy không? Mục măng này là ok đó, nó sẽ lên này, nó phát triển này nè. Đó, nó vậy đó. Còn mình giải phân không mà quá học vô là đi luôn. Nó mặn ha, là nó bị gì đó, nó ngộ độc nó đi luôn. Chết luôn. Rồi đây nữa nè, thấy không? Đó, một băng này nó cũng nè, nó cái kiểu mình nhìn thấy cái kiểu đó là nó bị là biết là nó bị dọp á, thấy không? Đó thì tôi tính giải phân hữu cơ vô nè, nó phơi dơ vô nè, bây giờ nó cũng tươi xanh lên liền, mà dưới đây nó mọc thêm một măng nữa, thấy không nè, thấy chưa, lú lên nè, thấy không, đó, nó sao phải nãy đâu, còn hữu cơ này là phơi dơ này, tôi thấy nó kết quả, này thấy rễ ra không, nè, thấy chưa, đó mình đẩy cỏ mình giải phân hữu dơ vô nó rễ này ra nắng thiếu luôn, mà đây là lên măng nữa nè, thấy chưa? Đó là mầm đi rồi. Thì bên đây nó cũng mấy rồi. Đây nó sắp sửa lú luôn nè. U u rồi. Thì mai này cũng bự nè. Thấy không? Thì bên đây nữa nè. Đó. Xanh già nữa nè. Thấy một mắng xanh già không? Đó thì bữa nay Tuấn về vườn á, vì chai thứ quý lá to của Tuấn á, bây giờ thấy là quay mình quay cận cảnh, mình chia sẻ với cả nhà mình thấy là nói chung là cái cách nè, chiếc tre đó nè, Tuấn cũng chia sẻ nhiều lần rồi đó, là bây giờ là chỉ bằng xình non thôi. Cũng có nhiều bạn hỏi Tuấn chứ anh chiếc tre bằng cách nào, mà anh có để thuốc gì không, mà sao phải ra rễ nhiều vậy. Xin thưa cho bà con mình là không hề để thuốc gì hết, mà Tuấn cũng không có dùng thuốc, mà Tuấn cũng không cần dùng thuốc nữa đó. Cho nên là đầu tiên là Tuấn chiếc đầu tiên thì nói chung là chiếc nó cũng ra rễ ít đó, từ từ kinh nghiệm mình chiếc bằng nó xình non đó, chơi vừa thôi, mình nhồi gáo gáo thôi, mình buộc cái cách buộc đó, nói chung cả nhà thấy nè, là trên đầu nè, đó thấy không, Tuấn buộc không bao giờ còn dưới cái bọc ngoài đâu, cái bọc dương mà Tuấn túm đợi chân nè, thấy không, đó cái này là dưới này cũng chúng cũng vậy nè, đó nó giữ cái độ ẩm này đây đó, là lúc mình tưới nước mình tưới lên lại lên tưới sùm lên cái tre này hết đó, từ đó nó hút cái dinh dưỡng vô cái tre mình mau cái rễ, cả nhà thắng nắng là nó vậy đó, chứ không có gì lạ chứ. Thứ hai nữa, dưới gốc mình giải phân đó, mà không nên giải phân hóa học nha, thì mình giải phân hữu cơ là Tuấn cũng đã nói rồi đó, là mình giải phân dơi hay hoặc giải phân bò đó. Thì nãy Tuấn cũng có quay cho cả nhà mình thấy là cái mục măng nó đã dột đó, thấy dột rõ ràng đó, mà mình giải phân dơi vô bên kia một mục thì mình giải phân bò, bên kia phân bò nó cũng đã giờ là lú lên luôn. Để Tuấn qua bánh quay cho cả nhà mình thấy rồi chứng minh như thế này thấy đó. Rồi đó, cả nhà thấy nè, này nó cũng có hai cây tre thôi, mà chiếc là 4 nhánh 5 nhánh, mà nhánh nào ra rễ cũng là nói chung là đạt cái chuẩn hết trơn, đạt hết trơn, nó ra rễ gì là đạt rồi đó. Đó mà cả nhà nhìn thấy đi, ở dưới này nè, gốc tre nè, rễ đi ra hay trắng tươi chưa nè. Đó thì Tuấn giải phân này phân bò nha, là cái gốc này không có giải phân mà phân dơi, phân bò là Tuấn đi hốt của phân bò cái mô mỡ nó tốt gì nè. Đó là cái mục măng này, là từ nãy Tuấn nói cả nhà mình có mục măng này nè, cả nhà nhìn thấy không đó, lấy này là hổm nó dọp nè, thấy chưa, dọp vàng khe nè, nó nằm nó hoài, nó lú gì mà nó lú hoài, nằm đó mình không lớn gì cho nên biến nó dọp rồi, nó từ từ cái này nó khô lại đó nè, cái mấy cái này nè, hồi nãy Tuấn dịch cho cả nhà mình xem đó nè, đó là rồi nó cũng ăn tiêu rồi đó. Vậy mà Tuấn gãi phân bò vô gì mà giờ xanh là cả nhà thấy chưa nè, quay cận cảnh cả nhà mình xem đó,
mùng măng này lên nữa chắc nó giống như mùng măng bên kia vậy đó. Mùng măng kia thì phân dơi, mùng măng này phân bò đó. Cái điều là nó rất là hy hữu đó, là có nghĩa như mình thấy nó rất là chất lượng, có nghĩa mình thấy nó nó đạt đó, là mình gãi phân hữu cơ rất là đạt luôn cả nhà đó. Mùng măng nó dọt mà lại mình xử lý là mình gãi phân bò vô mà nó cứu được cái mùng măng. Còn ở bên kia là cái phân dơi, là cái mùng măng nó cũng đã bị dọt đó, dọp nước đi dọp rõ ràng luôn mà mình gãi phân dơ vô thì nó cũng đã cứu được một mang đó. Cái điều rất hi hữu đó, thì tính chia sẻ với cả nhà mình cái cách đó đó. Đó thì cả nhà mình nên trồng tre tứ quý lá to, hay là trồng tre tứ quý lá nhỏ lá gì đó mình không biết, hay là trồng tre đó thì nên sử dụng là phân bò hay là phân hữu cơ, là phân dơi đó, hai loại đó đó là mình thấy kết quả. Đó thì cả nhà thấy video Tướng hay, nhớ cho Tướng một lượt subscribe, một lượt like, đã có động lực làm những video lần sau. Còn bây giờ Tướng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà, bye bye.